Dưới cái nắng hầm hập của Phan Rang, những cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngoại trường vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận, trang thiết bị, chỉ số an toàn trên máy bay Su-22 lần cuối để chuẩn bị cho ban bay ngày hôm sau. Để có những chuyến bay trên trời đảm bảo chất lượng, thì ngay dưới mặt đất, những hoạt động phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và công tác kỹ thuật đảm bảo an toàn bay là một trong những khâu quan trọng nhất. Đặc biệt là đối với máy bay thời gian sử dụng dài, kết hợp với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt của nơi đây, thì những người lính kỹ thuật càng phải chú trọng vào khâu sửa chữa, bảo dưỡng này. Với cái khí hậu ở nước ta nói chung cũng như ở sân bay Thành Sơn, Trung đoàn 937 nói riêng thì khí hậu là nắng nóng quanh năm, gió rất là to. Thì riêng về cái nắng nóng ấy, bản thân các cái khối máy làm việc thì đã rất là nóng rồi, cộng thêm với cái khí hậu thời tiết là các cái khối máy làm việc là dễ sinh phát sinh hỏng hóc rất là nhiều. Cũng như là gió mà gần biển thì kèm theo là cát bụi ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như ở hệ thống động tích áp thì gây tắc nghẽn ở các cái lớp mỡ ở các cái khớp động ở càng hay là cánh là thường là dễ khô hơn, ảnh hưởng rất là nhiều trong quá trình làm việc của máy bay. Đối với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế thì ảnh hưởng rất nhiều đến trang bị kỹ thuật của trung đoàn, đặc biệt những cái hoạt động ngoài trời. Đấy, do vậy là đối với công tác kỹ thuật để đảm bảo tốt các quy trình trong công tác chuẩn bị trong 4 giai đoạn kỹ thuật hàng không, chấp hành nghiêm các quy trình trong quá trình kiểm tra này, sửa chữa và có cái kiểm tra dự phòng để đảm bảo khắc phục tốt những cái sai sót và những hỏng hóc có thể xảy ra. Thì đối với lại hệ thống khí phanh của Su-22 thì gồm có về thành phần, thứ nhất là về nguồn của nó gồm có 3 bình khí hình cầu. Áp suất làm việc là 200 bar. Cái thứ hai nữa là van nạp. Cái thứ ba nữa là đây là cái van giảm áp, từ là áp suất 200 bar sau van giảm áp. Với đặc thù tính chất và sự ảnh hưởng tới an toàn bay, công tác đào tạo bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật tại trung đoàn 937 được đơn vị chú trọng và tổ chức thường xuyên cho các đối tượng, đặc biệt là với bộ phận kỹ thuật trong xưởng thường xuyên sửa chữa những lỗi hỏng hóc lớn, bảo dưỡng định kỳ cho máy bay, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng phải được thường xuyên học hỏi, cập nhật liên tục để đáp ứng yêu cầu của công việc. Thì qua những cái buổi huấn luyện, bồi dưỡng như hôm nay thì nhằm là để trang bị cho cán bộ nhân viên kỹ thuật củng cố nắm chắc những cái kiến thức chuyên ngành của mình. Từ đó ngày càng củng cố và nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như năng lực công tác và làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện trên các cái chức trách nhiệm vụ được giao trong quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả nhất đối với trang bị kỹ thuật hàng không hiện có của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ở đây, những cánh bay vút lên được ví như những cánh bay thép. Thép bởi ý chí, thép bởi tinh thần, bởi sự luyện rèn. Vì vậy, thể lực cũng là một trong số những yêu cầu khắt khe tại trung đoàn 937. Đóng quân giữa trào lửa của cả nước, đây vừa là thử thách, vừa là điều kiện để cán bộ nhân viên đơn vị nói chung và phi công của đơn vị nói riêng có thể tự rèn luyện bản thân. Những cái bài tập thể thao này có ý nghĩa rất quan trọng với phi công chúng tôi trong quá trình bay. Mặc dù trên máy bay có rất nhiều các thiết bị hỗ trợ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho phi công, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải chịu các cái áp lực rất là lớn như là thiếu oxy, các lực lớn đè lên cơ thể, cộng với lại tính chất nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tinh thần căng thẳng, dễ dẫn đến sai sót trong khi bay. Vì vậy, để duy trì được cái trạng thái sức khỏe tâm lý ổn định cùng với tinh thần quyết đoán, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ thì duy trì cái sức khỏe, đặc biệt là thể thao hàng không này là yếu tố vô cùng quan trọng. Trung đoàn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác là rèn luyện sức khỏe thể lực cho phi công và các thành phần bằng những cái bài tập chuyên ngành và những nội dung thể thao bắt buộc và những nội thao mang tính chất là
hỗ trợ. Không chỉ mạnh về thể lực, những buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức theo các hình thức tọa đàm, đối thoại như này cũng là một cách giúp cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị mạnh về cả tinh thần. Với tinh thần tập trung, dân chủ, sử dụng những ví dụ, hình ảnh trực quan sinh động, cán bộ chiến sĩ được chia sẻ, giải đáp kịp thời những vướng mắc đang gặp phải đã giúp cho buổi tọa đàm bớt đi sự căng thẳng, khô cứng vốn có. Nhờ vậy, tạo được lòng tin tuyệt đối để mọi cán bộ chiến sĩ chuyên tâm, xác định và sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Những cái buổi sinh hoạt chính trị của cấp trung đoàn thì được trung đoàn duy trì thường xuyên hàng tháng cũng như hàng quý bằng những cái hình ảnh hoặc cái video về những cái nội dung, cái nhiệm vụ của đơn vị hoặc những video liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị, cũng như là đối thoại trực tiếp giữa thủ trưởng trung đoàn với lại cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn, để từ đó là cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn nắm được cái nhiệm vụ và biết được là nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới sẽ làm những cái gì và sắp làm những cái gì, để cán bộ chiến sĩ quyết tâm đồng lòng cùng với lại các cấp trong trung đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ. Phàn rang thừa nắng vắng mưa. Những ngày này, sân bay Thành Sơn như một chảo nắng. Sân đậu, đường băng lên đến hơn 50 độ C. Thế nhưng, hàng ngày, những cánh bay vẫn hiên ngang vút lên bầu trời để bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Có lẽ, với Trung đoàn 937, được bay trên vùng nắng, thì điều tự hào và hạnh phúc nhất là có những chuyến bay an toàn, thắng lợi.